Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên vật tư phan nhân.com, một công ty chuyên cung cấp các loại bạc đàn, dây cura, các loại sen nhông xích, nói chung là loại các loại vật tư truyền đồng. Hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn một cái loại nhãn hiệu bạc đàn mà hiện tại phan nhân đang bán, đó là nhãn hiệu NTN anh chị các bạn. Thì trước mặt anh chị các bạn đó là nhãn hiệu NTN, thì Hùng nói sơ về cái nhãn hiệu này. Đây là một nhãn hiệu xuất xứ từ Nhật nha, Made in Japan anh chị các bạn. Nhãn hiệu NTN là một nhãn hiệu nó vào đất nước ta từ những ngày mở cửa. Và cái sản phẩm này nó luôn có những cái quy cách, nó luôn có luôn những quy cách mà nó có sẵn ở thị trường. Và nó là một cái sản phẩm nhãn hiệu mà được tin dùng ở thị trường Việt Nam từ Bắc vô Nam. Thì sản phẩm này nó có rất nhiều loại bạc đạn bi tròn, hàng 6 là bi cầu, rồi bi trà, bi cà na, rồi các loại bạc đạn gối đỡ nữa. Thì hôm nay Hùng sẽ giới thiệu với anh chị các bạn hàng 6, bi cầu hàng 6 nhưng mà là hàng chính anh chị các bạn, hàng 6 chính. Thì chúng ta biết rằng là nó có từ 6.000 nè, 6.000 rồi 6001, 6201 rồi từ 6.000 cho tới 6009. Rồi tới 6201, rồi tới 63, rồi 64, rồi nó kéo dài tới 69. Thì hiện tại là cái bi hàng 6 thì nó có 3 dạng anh chị các bạn. Dạng là một nắp sắt, nắp sắt là nó dét dét, còn nắp nhựa và nó không có nắp. Không có nắp thì người ta sử dụng ở môi trường động cơ và dùng để dễ tra dầu mỡ. Còn cái nắp nhựa đó, người ta sử dụng ở môi trường dầu nhớt và nước. Còn cái nắp sắt á, người ta sử dụng ở môi trường cơ khí, cái môi trường ồn va đập mạnh, nên làm ra cái nắp sắt thường hay sử dụng. Thì Hùng sẽ mở cho anh chị các bạn để anh chị các bạn xem cụ thể cái loại hàng 6. Hàng 6 nhưng mà cái nắp của nó là nắp nhựa đây anh chị các bạn này. Nắp nhựa. Phía trong của nó nắp mũ bằng nhựa nha. Thì cái này là bi này là NTN thì nó ký hiệu là LLU. LLU thì có nghĩa là nắp nhựa. Đó, thì nó có đồng mã với là cái loại LLU sạc 5K. Đây là nhãn hiệu NTN. Thì nắp nhựa nó kiểu như vậy. Còn nắp sắt á, thì cái rế của nó, cái rế nắp bít này nè, nó là bằng thép luôn. Thì cái loại hàng này á, chúng tôi có 6910 tới 6920, 6925. Nhãn hiệu của nó là NTN. Đây là một cái nhãn hiệu được tin dùng và cái số này nó cũng làm những cái số mà nó hơi hiếm hoi ở thị trường Việt Nam mà anh chị khách hàng thường hay tìm, mà hiện tại là phan nhân chúng tôi trong stock hàng kho có nhãn hiệu chính thức của nó là nhãn hiệu NTN. Hiện tại chúng tôi đang có nhiều. Rất mong quý anh chị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915 886 916. Đây cũng là số Zalo. Anh chị các bạn cứ gửi thông tin qua Zalo thì chúng tôi sẽ nhận thông tin và báo giá lại cho anh chị các bạn ngay. Đồng thời những cái hàng này công ty chúng tôi luôn có sẵn và chúng tôi luôn có thể ship hàng trong ngày cho quý anh chị và các bạn trong cả nước. Mến chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.